Trên chư tôn đỉnh đức tăng ni, kính thưa toàn thể liệt quý vị, thay mặt ban tổ chức và tất cả hàng nam nữ Phật tử, chúng con vô cùng hạnh phúc và sen lẫn xúc động khi được cung kính bước chân an lạc lan tỏa từ hạnh nguyện vị tha trong màu huỳnh y giải thoát của chư tôn tịnh đức tăng ni và đón chào liệt quý vị quan khách thăng lâm. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được đê đầu đảnh lễ cung kính và giới thiệu Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Minh Bảo, bậc tôn túc tại thành phố Bà Rịa. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ cung kính và giới thiệu Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Minh Mẫn, bậc tôn túc trụ sứ Đại Tòng Lâm. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ cung kính và giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Tâm Nguyên, chứng minh ban trị sự Phật giáo thành phố Bà Rịa. Chúng con xin được cung kính đảnh lễ và giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Diễu Hiền, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Đức. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ cung kính và giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Nguyên Bình, trưởng ban Phật giáo thành phố Bà Rịa. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ cung kính và giới thiệu Đại Đức Thích Minh Huân, phó ban trị sự Phật giáo thành phố Bà Rịa. Và chúng con xin được cung kính đảnh lễ và giới thiệu chư tôn thượng tọa, quý ni sư, chư tôn tịnh đức tăng ni, trụ trì các từ viện, tịnh thất, tịnh xá, niệm Phật đường, cũng về chứng minh và tham dự cho buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con xin được cung kính và giới thiệu chung. Và chúng tôi cùng xin được nhiệt liệt chào đón quý vị nam nữ Phật tử xa gần cũng về tham dự và góp lời cầu nguyện trong buổi lễ sáng hôm nay. Kính chúc buổi lễ được thành công mỹ mãn. Kính lạy Phật từ bi cứu tế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh, trần gian biến nẻo túc giờ đèn trí tuệ quang minh soi đường. Kính bạch tết quý ngài, kính thưa toàn thể liệt quý vị, để thể hiện tấm lòng tôn kính mười phương chư Phật cùng chư tôn thiền đức tăng ni trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu rộng đại này, chúng con xin tỏ lòng tri ân quý ngài bằng cách dâng lên những làn hoa tươi thắm tượng trưng cho vẻ đẹp của đất trời vũ trụ, cũng dường lên mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni, ngược mong trên quý ngài chứng minh cái tấm lòng thành kính của Phật tử chúng con. Lễ dâng hoa xin được phép bắt đầu. Chánh pháp đem cho mọi người
Công kính ngưỡng bái bạch tên quý ngài, hoa hồng thắm màu vàng y rực rỡ, nhớ về người che chở suốt đời con. Dù hôm nay con khoác áo nâu sòng, tình mẫu tử con hoàn toàn ghi nhớ. Giờ đây nhìn có hoa màu vàng thắm, tượng trưng cho sự thoát tục thanh cao của những bậc xuất gia tôn quý đối với cha mẹ vô cùng vô biên. Với chiếc áo nâu sòng giản dị thanh bần, các ngài đã lặng lẽ dâng tặng cho đời bao niềm hạnh phúc an vui. Cùng trong chiếc áo nâu sòng ấy, các ngài đã âm thầm tạ ơn cho cha mẹ vô cùng cao quý. Các ngài đã bỏ đi niềm hạnh phúc riêng tư của bản thân để đi khắp nhân gian trang trải cho nhân loại. Hôm nay mùa báo hiếu đã trở về, chúng con được màn phép cài lên chiếc huỳnh y của quý ngài những đóa hoa vàng thắm để một lần nữa cảm niệm sự vô biên trong tình thương của cha và mẹ. Ở vào giờ này, các em trong đoàn dân hoa, chúng ta tiến lên cài hoa cho chư tôn Thiện Đức Tăng Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng Chánh Thiên chúng con được cung nghênh và đón tiếp Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Nhân Nghĩa, Phó Thượng trực Ban Trị Sự Phật Giáo Tịnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng về chứng minh cho buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con xin được cung kính và giới thiệu